Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh Khoa Quân Sự. Thưa quý vị, tiếp nối loạt bài về series Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Trong chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bí mật về con tàu ngầm I-52 của Đế quốc Nhật Bản và sứ mệnh thay đổi thế giới không thành công. Thưa quý vị, vào tháng 12 năm 1943, gần 3 năm rưỡi sau khi Thế chiến thứ 2 bùng nổ và 3 năm sau khi Pháp chiếm Nhật, cùng với Đức Quốc xã ký kết Hiệp ước Liên minh quân sự, một đoàn tàu gồm 4 chiến hạm Nhật Bản dẫn đầu bởi tướng Tomozuki Yamashita bí mật đến Berlin của Đức trên danh nghĩa viếng thăm hữu nghị. Với biệt danh con hổ Malai, tướng Yamashita là kiến trúc sư của cuộc chiếm đóng Singapore, Miến Điện, nay là Myanmar, Philippines, Malaysia, Việt Nam và một phần lục địa Trung Quốc. Tại Berlin, trong cuộc hội kiến với Adolf Hitler, tướng Yamashita đã được Hitler yêu cầu nước Nhật phải tiếp tục tuyên chiến với nước Anh sau khi đã tuyên chiến với Mỹ qua vụ tập kích Trân Châu Cảng. Tuy nhiên, tại thời điểm ấy, Yamashita chưa cảm thấy hứng thú với việc mở rộng chiến tranh, bởi lẽ người Nhật còn đang bận rộn với việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên như gạo, cao su, than đá, đồng, thiếc, quan sát tại khu vực Đông Nam Á, cũng như bảo vệ các hòn đảo đã chiếm được ở Thái Bình Dương. Cái mà Yamashita quan tâm là những kỹ thuật công nghệ tiên tiến của người Đức trong việc chế tạo radar, máy bay, xe tăng và thiết bị quang học. Theo Yamashita, chỉ khi nào mà nước Nhật nắm vững các kỹ thuật này thì quân đội Thiên Hoàng mới tính sổ với Anh Quốc. Cuối cùng, một thỏa thuận cũng được ký kết giữa Hitler và Yamashita. Theo đó, phía Nhật Bản sẽ giao cho Đức 9,8 tấn Modifen, 11 tấn Wolfram, 2,2 tấn vàng, 3 tấn thuốc phiện và 54 kg caffeine để đổi lấy 800 kg oxit uranium, khoảng 4 tấn tài liệu, bản vẽ thiết bị quân sự, một ngư lôi siêu âm T-5, một động cơ 213 Zumo lắp trên các máy bay tiêm kích Fokker Ghost 190, hai hệ thống radar cùng với các thiết bị quang học và kỹ thuật để làm ra chúng. Với 800 kg oxit uranium chưa làm giàu, nó cũng không đủ để phát xít Nhật chế tạo một quả bom nguyên tử, nhưng nó thừa khả năng biến thành những quả bom bẩn. Địa điểm giao nhận những loại hàng hóa nêu trên là cảng Lorient của Pháp đã bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Con tàu này được Yamashita chọn để thực hiện nhiệm vụ cực kỳ bí mật này là loại tàu ngầm vận tải lớp C3, mã mật danh là I-52. Chuyến đi cuối cùng của con tàu ngầm I-52 khởi hành vào ngày 10 tháng 3 năm 1944 dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng Uno Kameo và thủy thủ đoàn 94 người cùng với 14 kỹ sư là những người đang học hỏi công nghệ của Đức về pháo phòng không, động cơ cho tàu phóng ngư lôi. Trước I-52 nhổ neo rời cảng Kure rồi đi qua Sasebo đến Singapore. Tại đây thì nó lấy thêm 120 tấn thiếc, 59,8 tấn cao su thiên nhiên, 3,3 tấn quinin dùng để chế tạo thuốc chống sốt rét. Sau đó nó vượt Ấn Độ Dương ra Đại Tây Dương. Với chiều dài 108,6 m, đường kính thân chỗ lớn nhất 9,3 m, tàu ngầm I-52 được thiết kế và chế tạo bởi tập đoàn Mitsubishi. Khi chạy trên mặt nước, nó sử dụng hai động cơ diesel tổng công suất 4.700 mã lực, tốc độ 32,87 km/h, còn khi lặn dưới nước, tốc độ này là 12 km/h, tạo ra bởi một động cơ điện công suất 1.200 mã lực. Vì là tàu chuyên dùng chở hàng nên I-52 chỉ lặn sâu tối đa 100 m, vũ khí cũng chỉ có hai pháo 140 mm cùng 6 ống phóng ngư lôi 533 ly. Ngày 6 tháng 6 năm 1944, khi vẫn đang còn trên biển Đại Tây Dương, thuyền trưởng Uno Kameo nhận được một bức điện gửi đi từ chuẩn đô đốc Kojima Hideo. Nội dung cho biết quân đồng minh đã đổ bộ lên bờ biển Normandy của Pháp và điều này sẽ đe dọa con tàu I-52 khi nó vào cảng Lorient cũng thuộc về Pháp. Chính vì thế, theo chỉ thị của chuẩn đô đốc Kojima Hideo, con tàu I-52 phải chuyển hướng đi Na Uy. Trên đường đi, ngày 22 tháng 6, nó sẽ gặp một con tàu ngầm Đức vào lúc 21 giờ 15 phút giờ GMT tại từ 15 đến 40 độ kinh đông, 36 đến 23 độ kinh tây. Tuy nhiên, các thuyền trưởng Uno Kameo lẫn đô đốc Kojima Hideo đều không ngờ rằng bức điện ấy đã bị đơn vị theo dõi tàu ngầm của Hải quân Mỹ là phòng 21 và phòng F-211 thuộc hạm đội 10 thu được. Lập tức, một kế hoạch được đặt ra. Tàu sân bay Boker với 9 máy bay cường kích FM-2 Windcast cùng 12 chiếc tiêm kích Grumman TBF-1C Avenger và 5 tàu khu trục hộ tống bao gồm Francis Robinson,
do Trung úy Johansen là thuyền trưởng. Con tàu Haverfield thuộc lực lượng đặc nhiệm số 51 do Trung úy Lance chỉ huy. Con tàu Swanning do Trung úy Pitch chỉ huy. Con tàu Willis do Thiếu tá Hải quân Atterbury chỉ huy. Và con tàu Johansen do Thiếu tá Hải quân Gross chỉ huy. Đang trên đường từ châu Âu trở về Mỹ, được lệnh quay trở lại, lùng tìm và tiêu diệt con tàu ngầm của phát xít Nhật. Dưới sự chỉ huy chung của Hải quân, Đại tá Aurelius, nhóm tàu săn lùng khởi hành từ vùng biển Casablanca ngày 15 tháng 6 năm 1944. Chiều tối ngày 22 tháng 6, khi gần đến điểm hẹn giữa tàu ngầm Nhật Bản và tàu ngầm Đức, tàu sân bay Boker tung ra những cuộc trinh sát bằng máy bay Avenger để tìm kiếm chiếc I-52 nhưng lại không phát hiện được gì. 21 giờ 18 phút, cách quần đảo Cape Verde 1574 km về phía tây, ngoài khơi bờ biển châu Phi, con tàu ngầm I-52 nhận được tín hiệu liên lạc của tàu ngầm Đức U-530 do Kurt Lanzer là thuyền trưởng. 6 phút sau đó, cả hai cùng nổi lên mặt nước. U-530 chuyển cho I-52 một lượng dầu diesel khoảng 2.000 lít, một bộ mã hóa, một Sada Nasus Full 7 cùng hai sĩ quan điều khiển Sada là Schussler và Beren. Bên cạnh đó, I-52 còn nhận thêm một sĩ quan Đức làm nhiệm vụ liên lạc và dẫn đường. 22 giờ 45 phút, I-52 lặn xuống, hướng về bờ biển Na Uy. Đến 23 giờ 40 phút, Trung sĩ Winslow, chuyên viên điều hành Sada trên máy bay Avenger do Hải quân Trung tá Taylor cầm lái, phát hiện dấu hiệu của một chiếc tàu ngầm. Lập tức, Trung tá Taylor thả pháo sáng, đồng thời thả thêm 5 phao định vị. Những chiếc phao này có gắn microphone thu những âm phát ra từ chân vịt tàu ngầm. 0 giờ 10 phút, sau khi xác định chắc chắn những tín hiệu thu được từ 5 phao định vị là của tàu ngầm, Taylor lập tức tấn công bằng ngư lôi Mark 24. Đây là loại ngư lôi được phát triển bởi phòng thí nghiệm âm thanh dưới nước thuộc Đại học Harvard. Chỉ vài phút kể từ lúc thả, dưới ánh sáng rực rỡ của những quả pháo sáng, Taylor thấy mặt biển sùi lên một cuộn sóng hình nấm, còn 5 phao định vị hiển thị trên màn hình. Một vụ nổ với cường độ rất lớn. Trên tàu sân bay Boker, căn cứ vào báo cáo của Taylor, Hải quân Mỹ tin rằng họ đã đánh chìm con tàu ngầm I-52 của phát xít Nhật. Tuy nhiên, khi chiếc máy bay Avenger của Taylor quay về tàu Boker để thay thế bằng chiếc Avenger do Trung úy William Flash cầm lái cùng với Fitz, chuyên gia về dò tìm âm thanh dưới nước, thì Fitz đã phát hiện vẫn có tiếng ồn của cánh quạt chân vịt. Lập tức, hải quân của Đại tá Aurelius ra lệnh cho Taylor quay lại tiếp tục tấn công. Dựa vào tín hiệu của 5 phao định vị thủy âm, First đề nghị Trung úy Golden thả ngư lôi Mark 24 xuống vị trí cho First chỉ dẫn. Cũng như quả ngư lôi do Taylor thả mà nước sủi lên, nhưng lần này 30 phút kể từ khi ngư lôi Mark 24 nổ, chuyên gia First cũng như 5 phao định vị thủy âm không còn ghi nhận bất cứ một âm thanh nào. Họ quay trở về tàu sân bay Boker vào lúc 1 giờ 57 phút. Sáng hôm sau, ngày 23 tháng 6, con tàu Johansen đến nơi máy bay Avenger đã thả ngư lôi. Trên mặt biển, các thủy thủ phát hiện một kiện cao su thiên nhiên, một mảnh vải lụa và những mảnh thịt người trôi dập dềnh trên sóng. Sau này, khi đã tìm thấy xác con tàu I-52 dưới đáy biển, các nhà phân tích tại phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng thuộc Đại học John Hopkins kết luận rằng chiếc I-52 bị Taylor tiêu diệt, còn âm thanh chân vịt nghe được bởi Fitz là của chiếc U-530, lúc ấy đang ở nơi thả bom khoảng 30 đến 32 km. Mãi đến ngày 2 tháng 8 năm 1944, Hải quân Nhật Bản mới chính thức xác nhận chiếc I-52 đã bị đánh chìm. Cuối năm 1994, một chiến dịch mang tên là Oscar được những người Mỹ chuyên săn tìm các kho báu dưới đáy biển tiến hành để xác định vị trí con tàu I-52. Thời điểm này, một con tàu của Nga là chiếc Academics cũng đang thực hiện nhiệm vụ tương tự, nhưng cả hai đều thất bại. Mùa xuân năm 1995, Paul Thiewell thuộc công ty thám hiểm đại dương Meridian, sau này đổi tên thành Nauticus, đã tìm thấy xác con tàu I-52 nằm theo tư thế gần như thẳng đứng ở độ sâu 5.200m. Hình ảnh từ camera gửi về cho thấy tháp chỉ huy của I-52 còn nguyên vẹn cùng với dấu hiệu của con tàu. Chỉ có phần mũi tàu bị phá vỡ do tác động của ngư lôi Mark 24. Theo kế hoạch, Paul Thiewell và công ty Meridian sẽ tiến hành trục vớt con tàu I-52 để thu hồi 2,2 tấn vàng, mà theo thời giá lúc ấy, nó là 25 triệu đô la. Trước đó, Paul Thiewell đã làm việc với chính phủ Nhật Bản và nhận được sự chấp thuận của Cục Phòng vệ,
Bởi lẽ chiếc Y-52 chìm trong vùng biển quốc tế, không quốc gia nào có chủ quyền, nhưng một số ý kiến trong nội các Nhật Bản cho rằng nên để con tàu Y-52 nằm yên tại chỗ, vì đó là nấm mồ của thuyền trưởng Uno Kameo và thủy thủ đoàn 94 người cùng với 14 kỹ sư. Tuy nhiên, công việc trục vớt vẫn tiếp tục với sự cam kết 2,2 tấn vàng thu hồi cùng các vật dụng trên con tàu sẽ được chuyển đến New Orleans, bang Louisiana của Mỹ để làm sạch và xử lý chống ăn mòn, rồi đưa ra trưng bày tại sòng bài Mandalay, thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada. Sau 3 năm trưng bày, mọi thứ sẽ được trả lại cho chính phủ Nhật Bản ngoại trừ vàng. Bằng cách sử dụng tàu ngầm không người lái GSS, nhóm của Paul Tegel đưa lên được một thùng kim loại, nhưng khi mở ra, nó không phải là vàng mà là thuốc phiện. Năm 2019, với những thiết bị hàng hải tiên tiến của quân đội Mỹ, Paul Tegel một lần nữa quyết tâm đưa 2,2 tấn vàng lên khỏi mặt nước. Thông qua công ty Sun Ocean, Tegel thuê chiếc Zumogio là con tàu nghiên cứu lớn của Nga, nhưng ngay lập tức, ông biết rằng một nhóm người Anh cũng sử dụng một con tàu Nga là con tàu Academis để lấy vàng trên chiếc Y-52. Ngày 2 tháng 5 năm 2019, Tegel ra tuyên bố quốc tế về quyền cứu hộ của mình đối với con tàu Y-52 để loại nhóm người Anh ra khỏi cuộc chơi. Ông cho biết sau khi thu hồi 2,2 tấn vàng, Y-52 sẽ được đưa lên khỏi mặt nước bằng cách bơm vào khoang tàu một loại bọt đặc biệt đủ để cho nó tự nổi lên. Toàn bộ chi phí sẽ tốn từ 5 đến 8 triệu đô. Đến ngày 5 tháng 5, thông qua những hình ảnh do các tàu ngầm không người lái gửi về, Tegel tiến hành một thực nghiệm. Bằng cách làm một chiếc thùng với kích thước giống như chiếc thùng lớn chứa vàng trên tàu Y-52, Tegel mượn một số thỏi vàng của công ty Holding chuyên kinh doanh vàng bạc rồi bỏ vào cho đầy. Ông Tegel khẳng định, qua thực nghiệm, với tổng số thùng vàng hiện có trên tàu Y-52 thì nó phải là 5,7 tấn. Hiện tại, công việc tìm vàng vẫn đang tiếp tục với quyết tâm của Tegel sẽ không trở về với hai bàn tay trắng. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là những bí mật về con tàu ngầm Y-52 của đế quốc Nhật Bản và sứ mệnh thay đổi thế giới nhưng lại không thành công. Series về chiến tranh thế giới thứ hai của kênh Khoa Quân Sự sẽ vẫn còn tiếp tục với những video về những chủ đề khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.